mẫu MPV hoàn toàn mới của Toyota chuẩn bị về Việt Nam và chốt lịch ra mắt trong tháng 3 này. Theo tin đồn, cặp đôi MPV cỡ nhỏ Toyota Avanza và Veloz 2022 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3 năm nay. Vào hồi tháng 11 năm ngoái, hãng Toyota đã chính thức vén màn thế hệ mới của cặp đôi xe MPV cỡ nhỏ Avanza và Veloz ở thị trường Indonesia. Sau 3 tháng, những chiếc Toyota Avanza và Veloz 2022 đã bị bắt gặp tại cảng biển Patimban ở Subang, bang Tây Java, Indonesia, để vận chuyển ra nước ngoài. Qua đoạn clip quay lại dàn xe Toyota Avanza và Veloz 2022 tại cảng Patimban, có thể thấy một số chiếc được trang bị tay lái thuận, vô lăng bên trái. Điều này chứng tỏ những chiếc xe này sẽ được chuyển đến các quốc gia dùng ô tô tay lái thuận như Việt Nam hay Philippines. Ngoài ra, Toyota Avanza 2022 sản xuất tại Indonesia còn được bán ở thị trường Thái Lan. Theo tin đồn, Toyota Avanza và Veloz 2022 sẽ ra mắt thị trường Thái Lan vào tháng 2 này. Đến tháng 3 năm 2022, cặp đôi MPV 7 chỗ sẽ tiếp tục trình làng tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Toyota Avanza 2022 sẽ được gọi bằng cái tên mới là Avanza Premier, trong khi Veloz đổi thành Veloz Cross. Tại Việt Nam, cả Toyota Avanza Premier và Veloz Cross 2022 đều được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực, cùng mô men xoắn cực đại 137 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn MT 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Bên ngoài, Toyota Avanza Premier 2022 có đèn pha và đèn hậu LED, cũng như vành hợp kim 16 inch. Bên trong là nội thất 7 chỗ với ghế nỉ, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch đặt nổi, màn hình màu TFT 4,2 inch trong bảng đồng hồ, nút bấm khởi động máy và điều hòa chỉnh cơ. Khác với Avanza Premier, Toyota Veloz Cross 2022 được định vị cao cấp hơn, nên sẽ có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch sau vô lăng, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động và sạc điện thoại thông minh không dây. Đặc biệt, Toyota Veloz Cross 2022 còn có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, trong khi Avanza Premier bị cắt tính năng này để đảm bảo giá thành rẻ. Toyota Safety Sense của xe bao gồm những tính năng như hệ thống ngăn va chạm sớm, cảnh báo trạch làn đường phía trước, hỗ trợ chuyển làn đường, tránh đạp nhầm chân ga, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hay hệ thống phát hiện điểm mù. Hiện các đại lý tại Việt Nam đã nhận cọc của khách hàng muốn mua hai mẫu MPV này. Theo nhân viên tư vấn bán hàng, giá xe Toyota Avanza Premier 2022 sẽ không chênh nhiều so với phiên bản cũ. Trong khi đó, Toyota Veloz Cross 2022 có giá dự kiến hơn 600 triệu đồng.